Kỹ thuật câu hỏi đây, từ đầu chương trình mình đã nói đây là phần mà cực kỳ quan trọng. Nó liên quan tới cái khả năng các anh chị chuyển đổi, bởi vì nếu không có cái này, các anh chị làm nội dung ha, hoặc là trong cái việc chúng ta nói chuyện với nhau cũng vậy, nếu chúng ta không có cái phần này thì mình sẽ không lôi người ta vào trong cái câu chuyện của mình được. Mình không kéo người ta vô được nha, mình không 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 khiến cho người ta tham gia vô. Và nếu người ta không tham gia vô, người ta gọi là đứng ngoài, mình cứ đứng nói thao thao thức bất tuyệt gì, người ta đứng xa xa, người ta đứng, người ta khoanh tay cái này, người ta không có để ý, người ta không tham gia vô, thì các anh chị sẽ không thể nào thuyết phục được người ta gì cả. Bởi vì người ta không tham gia vô tức là gì, không có gì lọt vô tai cả, chứ không có gì lọt vô mắt cả, không có gì lọt vô trong đầu. Đây là câu hỏi, là cái để mở ra cái nhà, là cái chìa khóa. Người ta đang đóng vậy thì các anh chị cần phải có một cái gì đó để mở ra. Tự nhiên chắc chắn là sẽ có những người người ta trả lời, có những người không trả lời, nhưng đây là cái mà mình học được ở, gọi là về về mặt tâm lý, về mặt hành vi thì ngay khi nghe câu hỏi tự nhiên trong đầu các chị có xu hướng trả lời. Và đương nhiên là sẽ có những người người ta nói ra thành miệng, có những người người ta không nói ra, đúng không ạ? Sẽ có những người, người ta đương nhiên vì nhiều lý do khác nhau, có thể là câu hỏi đó khó, hoặc là tế nhị, hay là nhạy cảm, hay là gì đấy, người ta sẽ không nói ra. Nhưng nếu các chị không có câu hỏi thì sao? Thì thà là phải có câu hỏi để người ta bắt đầu suy nghĩ, còn nếu không thì sao? Người ta càng đóng, nên là phải có câu hỏi các chị. Còn từ cái chuyện là có câu hỏi cho tới lúc mà người ta trả lời mình ấy, thì nó lại là một quá trình để chúng ta đưa ra cái câu hỏi làm sao để nó đúng vào cái vấn đề, hoặc là đưa ra câu hỏi để khơi gợi đủ nhị, đủ gọi là đủ mạnh. Nên là kỹ thuật đặt câu hỏi cực kỳ quan trọng. Đầu tiên, đừng bao giờ hỏi vào trí tưởng tượng đó nha. Hỏi vào trí nhớ, tức là hỏi về những chuyện xảy ra, đã xảy ra rồi, tức là nó nằm sẵn trong này rồi. Được chưa? Nó nằm đâu đó trong này rồi thì người ta dễ trả lời hơn. Còn hỏi cái mà nó chưa từng có trong này, chưa từng có thì sao? Người ta phải tưởng tượng ra các nhỉ. Người ta phải nghĩ ra, người ta phải sắp xếp lại, hoặc là vẽ ra trong đầu thì nó cực kỳ khó, đúng không ạ? Là hỏi về trí nhớ, đừng hỏi về trí tưởng tượng. Ví dụ như thế này, những anh chị đang xem trên YouTube, các anh chị có thể comment xuống là đây là một cái trick, một cái game nhỏ nhỏ để các anh chị thấy là hỏi như thế nào nó sẽ phù hợp. Bây giờ là khoảng 3:30, hỏi về lúc mà các anh chị ăn bữa trưa thì chắc chứ các anh chị vẫn còn nhớ đúng không ạ? Các anh chị ăn buổi trưa, các anh chị ăn món gì? Buổi trưa các anh chị ăn món gì? Mọi người có thể comment xuống được không ạ? Buổi trưa mấy tiếng đồng hồ trước đây các anh chị ăn cái món gì? Mình nghĩ là phần lớn các anh chị đều nhớ đúng không ạ? Hay là chưa ăn không biết. Nhưng nếu mình hỏi, thay vì mình hỏi là các anh chị ăn món gì, thì các anh chị hỏi, mình sẽ hỏi các anh chị là hôm nay ở nhà các anh chị như thế nào? Hôm nay là, tức là ngày cách ly thứ bao nhiêu, ví dụ ở Sài Gòn là ngày bao nhiêu mình cũng không nhớ nữa, đã lâu rồi mình không không đếm ngày. Thì giả sử mình hỏi là hôm nay ở nhà các chị như thế nào, tức là bắt đầu nó có nhiều thứ các chị, đúng không? Nó không phải là chuyện là chúng ta nhớ lại nữa, mà bắt đầu là chúng ta phải hình dung ra là ngày như thế nào. Ngày ngày vui, ngày cũng không vui lắm, bây giờ đang mưa, hơi buồn chẳng hạn. Tức là mình bắt đầu mình nói về những thứ nó vô hình ấy, thì nó khó hơn rồi đúng không? Hoặc là nếu giả sử như mình hỏi bữa ăn buổi trưa của anh chị là ngon như thế nào, được chưa? Ngon như thế nào là cái cụm từ mà cực kỳ khó trả lời đấy. Ai hỏi mình là bữa trưa ngon như thế nào, trừ phi là bà xã mình hỏi thì mình bật ra liền thôi, ồ ngon ngon ngon. Còn nếu mà không phải bà xã mình là bắt đầu mình bắt đầu như thế nào ta, như thế nào mình không mô tả được, như thế nào, tại vì nó là mô hình, nó là một cái thứ nó phải tưởng tượng ra, nó là cảm xúc, được chưa? Nên là cái gì thế, mình hỏi về những chuyện nó xảy ra rồi thì ngay lập tức người ta nhớ ra thôi, đừng hỏi về xa quá các nha. Bây giờ mình ba mấy tuổi mà hỏi năm 10 tuổi làm gì thì rất là căng, nhưng mà nếu mà hỏi năm ngoái thì còn nhớ, đúng không ạ? Nên là chúng ta hỏi, cố gắng kiếm cái câu hỏi nào đó nó đưa về trí nhớ, được chưa? Đừng có hỏi về trí tưởng tượng các nha, chuyện khó quá người ta không trả lời được. Okay. Vị trí mình sẽ phải hỏi trong bài đăng, trong bài đăng các nha, phải có câu hỏi. Lát nữa mình sẽ mở cái phần là thư viện lướt qua để các anh chị thấy là trong những cái caption mẫu của thư viện đó, các anh chị sẽ thấy có câu hỏi trong bài đăng. Thứ hai là hỏi trong bình luận, thay vì chúng ta trả lời đúng không ạ, ví dụ như là các chị đăng lên một bài và sẽ có người này người kia người ta bình luận cái gì đấy,
Thì thay vì các anh chị chỉ là reply là gọi là nói cho xong câu chuyện, thì khi mà nói xong cái điều gì đó rồi, các anh chị nên đặt một cái câu hỏi ngược lại, được không? Để đổi cái sự chú ý của người ta. Thì thông thường như thế này, các chị đăng một cái nội dung cá nhân, đúng không ạ? Ví dụ như là các chị đăng về một cái món ăn nào đấy, đúng không ạ? Sẵn nói chuyện món ăn, các chị đăng một cái hình ảnh về món ăn nào đấy, thì người ta sẽ vô, ai đó người ta vô, người ta sẽ nói là ồ nhìn ngon quá, bao lâu nay không được món này. Ví dụ đăng bún bò chẳng hạn, thời nay làm được bún bò cũng khó lắm ạ. Là các chị đăng lên một cái hình ảnh là okay, hôm nay được ăn bún bò, mấy tháng rồi mới được thử miếng bún bò. Ai đó vô comment, trời ơi, thời nay mà có bún bò là sướng rồi, đại gia rồi. Thì nếu mà bình thường các chị chỉ là bày tỏ cảm xúc hoặc là trả lời bình luận cho qua cái câu chuyện đó, cho xong câu chuyện đó, thì bây giờ các chị thử, cái đây là cái mà các chị hoàn toàn có thể áp dụng được liền đó. Ngay sau buổi hôm nay các chị thử trick này các nhà. Chúng ta sẽ không trả lời theo kiểu là đóng câu chuyện lại, mà chúng ta trả lời đưa thêm một câu hỏi nữa, được không ạ? Ví dụ như là trong chuyện bún bò rồi ha, mình sẽ đưa ra câu hỏi là ồ vậy thì dạo này thì anh nhà anh hay ăn món gì, được chưa, được chưa? Các chị thấy hình như thay vì chúng ta là chỉ nói là hên mới có được đủ rau đủ bún bò này, đủ thịt bò để làm món bún, thì chúng ta nên đưa thêm câu hỏi là ồ vậy dạo này bên nhà anh thì hay làm món gì, được chưa? Thì lúc đó bắt đầu câu chuyện nó bắt đầu tiếp diễn. Mục tiêu của câu hỏi là gì? Là khiến cho người tham gia vào câu trả là câu chuyện của mình. Nên là khi mà câu chuyện tiếp diễn là sao, họ bắt đầu có kết nối nhiều hơn với các chị. Nên là cho dù nó ở khâu bạn nó vẫn tốt, ở khâu bàn nó vẫn tốt, ở khâu bán nó càng tốt cả nhà, được chưa? Ở khâu bán nó càng tốt. Giả sử như mình đăng một cái bài về sức khỏe, mình lấy một ví dụ khác để các chị thấy là cái tỷ lệ chuyển đổi rất là quan trọng ở trong cái câu hỏi này. Chúng ta đăng một cái bài về sức khỏe, người ta sẽ vô, người ta comment gì gì đó. Giả sử như là nói về đột quỵ đi chẳng hạn à. Vấn đề cũng khá là lớn ở tuổi mà bắt đầu trẻ hơn, thì có ai đó vô comment ồ anh cũng đang thấy chuyện này rất là nghiêm trọng hay là gì đó, người ta bày tỏ ý kiến của họ. Vậy thì các chị đưa thêm một câu hỏi nữa, ồ vậy mình có quen ai, hay là anh có quen ai, hay là có biết ai gặp những vấn đề như vậy không? Được chưa? Tức là chúng ta đưa một câu hỏi, thì lúc đó câu chuyện nó bắt đầu tiếp diễn, và cái khả năng để mình dẫn dắt câu chuyện đó tới những cái liên quan tới sản phẩm nó sẽ cao hơn. Còn nếu chúng ta chỉ dừng là dạ em cũng đồng ý, dạo này chuyện ghê gớm quá, hết cái gì á, mình không còn cơ hội mình nói thêm nữa, đúng, tới đó là câu chuyện hết rồi, tự mình đóng cái câu chuyện đó lại, trong khi mình có cơ hội đặt câu hỏi để mở câu chuyện ra một hướng khác và kéo người ta vô, được chưa? Đó, thì cái gì để ý chuyện này ha, mình đưa thêm một ví dụ nữa để cái gì thấy quan trọng. Các chị hoàn toàn có thể sử dụng một cái nội dung cá nhân để khơi gợi gây chú ý. Mình giả sử nhé, mình đăng hình của thằng nhỏ con mình có một con trai mình là năm nay 5 tuổi rưỡi, giả sử mình đăng hình của thằng nhỏ con nhà mình, hai cha con làm cái gì đó, quên rồi, thì sẽ có một anh nào đó hoặc là một ai đó, người ta vô comment ồ hai cha con vui quá, thì mình sẽ vô mình comment là mình trả lời lại ồ vậy nhỏ nhà anh sao rồi, hoặc là bé nhà anh sao rồi, lớp mấy rồi anh hả, thì như hôm nay năm nay học lớp 1, lớp 2 gì rồi, đúng không? Tức là ít nhất là đương nhiên chúng ta cũng cần phải biết một chút xíu về cái người đó, cũng biết là anh chị đó có con, đúng không? Thì khi mình đặt câu hỏi như vậy thì bắt đầu là câu chuyện bắt đầu xoay quanh con của người kia, không có xoay quanh con mình nữa, đúng không ạ? Người ta đang nói chuyện về con mình, nhưng mà khi mình đặt câu hỏi như vậy, vậy thì bé bé Su năm nay học lớp mấy anh hả, thì bắt đầu câu chuyện xoay quanh bé Su, và nếu mình khéo léo thì câu chuyện đó nó có thể hướng tới là anh nên có một giải pháp bảo vệ cho bé Su, đúng không ạ? Đó, thì đó là cách chúng ta sử dụng câu hỏi để chuyển cái sự chú ý của đối tượng đó nha. Thay vì họ đang comment trên Facebook của mình, thì thường họ sẽ nói về cái nội dung đó, nội dung về cá nhân mình. Các chị sử dụng câu hỏi để khiến cho người ta chuyển hướng chú ý về đối tượng khác, và sau đó chúng ta có thể dẫn dắt để
để tăng cái khả năng chủ gọi là mức quan tâm và chuyển đổi.